Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi tạp chí Khoa học Công nghệ phát trên kênh truyền hình NTV trên ứng dụng NTV Go của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình Khoa học Công nghệ hôm nay có các nội dung chính: mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại tỉnh Nghệ An, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao 4.0 sang Smart. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi một số hoạt động khoa học công nghệ nổi bật. Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã tổ chức hội thảo thúc đẩy hoạt động hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Hội thảo giới thiệu các cơ chế chính sách cho vay ưu đãi và hỗ trợ vốn từ quỹ thông qua việc tìm kiếm và lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng có cơ hội tiếp xúc và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đổi mới công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Vinh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Big Care tổ chức hội nghị kết nối tuyển chọn các dự án phù hợp để tham gia chương trình ươm tạo thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyên sâu và khai giảng khóa ươm tạo về phát triển mô hình kinh doanh năm 2023 thuộc nhiệm vụ 844. Hỗ trợ phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại bộ, ngành, địa phương, tổ chức có tiềm năng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Hội nghị nhằm hỗ trợ các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực quản lý, vận hành, đồng thời thu hút các nguồn lực cần thiết, xây dựng chiến lược phù hợp để phát triển bền vững doanh nghiệp của mình. Hội thảo khoa học, định hướng và giải pháp nhằm xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Bắc Trung Bộ do Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Hội thảo đã đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển khởi nghiệp trong thời gian tới như nâng cao nhận thức cho chính quyền, người dân về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có cơ chế chính sách về hạ tầng cơ sở nhằm tạo điều kiện phát triển cho các đơn vị khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, có các cơ chế chính sách đột phá, các ý tưởng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ về nguồn vốn. Vừa qua, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đối với các đề tài dự án khoa học, dự án xây dựng mô hình sản xuất cây gỗ lớn trên địa bàn huyện Quỳ Châu, đề tài nghiên cứu thân thế sự nghiệp của danh y Hoàng Nguyên Cát và các bài thuốc từ bộ sách Quỳ Viên Gia Học được đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đề tài nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển phôi trữ lạnh trong thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm nano phức hợp AG và đồng hữu cơ phòng trị bệnh thám thư hại cam và bệnh thối búp hại chè trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Với những sản phẩm được hoàn thành, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả thực hiện của các đề tài dự án. Thưa quý vị, để phát triển cây nhãn theo hướng sản xuất hàng hóa, đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đa dạng và có mặt thường xuyên trên thị trường. Với yêu cầu đó, từ năm 1993 đến nay, Viện Nghiên cứu Rau quả Việt Nam đã điều tra tuyển chọn các giống nhãn theo hướng phục vụ sản xuất hàng hóa với bộ giống rải vụ thu hoạch, trong đó có giống chín sớm tại Nghệ An. Hiện nay, các giống nhãn chính vụ chiếm trên 90% tổng diện tích nhãn. Các giống chín sớm, chín muộn chiếm diện tích rất ít. Sự mất cân đối về cơ cấu giống nhãn gây nhiều khó khăn trong thu hoạch cũng như tiêu thụ sản phẩm và làm giảm hiệu quả kinh tế cho người trồng nhãn. Nhằm khắc phục những hạn chế này, năm 2020, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Nghệ An đã xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nhãn chín sớm tại Trạm Nghiên cứu, Thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ cao Thái Hòa. Thời gian qua, giống nhãn này sinh trưởng, phát triển và thích ứng tốt với các điều kiện tự nhiên của Nghệ An. Về cái hàm lượng chất dinh dưỡng trong cái quả nhãn đó gồm có vitamin C, vitamin B rồi độ boric rồi độ đường thì cái đó thì cơ bản ai cũng biết là nó rất có lợi cho con người. Cái lý do thứ hai đấy là cái nhãn chín sớm hơn các loại nhãn khác một tháng thì ta sẽ có cái cơ hội về thị trường. Thứ ba thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn hiện nay thì về cái cây có múi cơ bản là trong cái giai đoạn bị suy thoái. Đây là một cái cây giống mới, là một cái triển vọng. Mô hình được xây dựng nhằm theo dõi, đánh giá tốc độ sinh trưởng, phát triển của giống nhãn chín sớm, cũng như khả năng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng miền Tây Nghệ An. Quá trình khảo nghiệm giống nhãn chín sớm được thực hiện một cách bài bản, đúng quy chuẩn về công tác quản lý giống. Từ đó, làm cơ sở để được các cơ quan quản lý nhà nước công nhận cho phát triển trồng trên diện rộng, tiến tới lập hồ sơ đề nghị công nhận một đối tượng cây giống mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
nhãn tiền sử này dễ trồng, dễ chăm sóc, thứ hai nữa là nó ít sâu bệnh. Và có một đặc điểm cực kỳ quan trọng đối với cái nhãn tiền sử này, đó là cái khả năng nó có cái khả năng nó không bị cách vụ và ra quả đều các năm. Thì độ đồng đều quả ở trên cây đạt tỷ lệ tương đối cao, trọng lượng quả đạt 11,6 gram trên quả và năng suất lý thuyết trên cây đạt 19,2 kg trên một cây. Kết quả bước đầu cho thấy giống nhãn này có nhiều đặc điểm nổi bật về chất lượng và thời gian thu hoạch. Khối lượng quả trung bình đạt 80 đến 85 gram trên quả. Tỷ lệ cùi đạt trên 80%. Thời gian thu hoạch sớm hơn tất cả các giống nhãn khác, hơn 1 tháng. Quá trình triển khai nhiệm vụ, nhóm thực hiện đã xây dựng hoàn chỉnh quy trình khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc giống nhãn chín sớm, đáp ứng mục tiêu chuyển giao khi nhân ra diện rộng. Trên cơ sở những cái ưu điểm đó thì trung tâm cũng đã phối hợp với một số huyện và một số hộ dân trên địa bàn thì đã triển khai 3 cái mô hình để mà làm cái căn cứ lập hồ sơ để mà công nhận giống cho tỉnh Nghệ An. Còn về lâu dài thì sẽ phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm ứng dụng tiến bộ Thanh Hóa sẽ triển khai một cái mô hình khảo nghiệm ở Thanh Hóa, đồng thời là sẽ làm cái cơ sở để là công nhận giống để cung cấp giống cho khu vực Bắc Trung Bộ. Từ việc giống nhãn chín sớm thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở thị xã Thái Hòa, việc đưa vào sản xuất đại trà một giống cây mới có năng suất, chất lượng cao sẽ góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho bà con nông dân. Chúng tôi thấy thì cái nhãn chín sớm này thì nó nếu có cái điều kiện và có người dân có nhu cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng khuyến khích người dân chúng ta đem cái giống nhãn này vào thực tế. Thì từ đó thì sẽ tạo công ăn việc làm cũng như là tăng thu nhập cho người dân để gây dựng được cái hình ảnh của Đông Hiếu. Xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống nhãn chín sớm tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Nghệ An thành công sẽ góp phần bổ sung và đa dạng hóa thêm một đối tượng cây giống mới trên diện rộng. Từ đó, giúp người nông dân khai thác tốt lợi thế địa phương, nâng cao thu nhập, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp sạch hiện là hướng đi được nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An thực hiện. Không chỉ ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch, mà hướng đi từ trang trại phân phối sản phẩm đến bàn ăn của mỗi gia đình là mô hình đang vận hành rất hiệu quả của một công ty nông nghiệp tại thị xã Thái Hòa. Cơ sở hạ tầng trồng trọt hiện đại, quy trình canh tác tiên tiến, trồng 10 giống nho nhập khẩu từ nhiều nước, phân tích sự thích nghi của cây với thổ nhưỡng, khí hậu. Sau nhiều lần thử nghiệm, Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường ở thị xã Thái Hòa đã thuần hóa thành công hai giống nho chất lượng cao là nho mẫu đơn và nho hạ đen. Từ kết quả bước đầu này, công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng hệ thống sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đồng bộ. Chúng tôi sẽ làm là theo hướng hữu cơ, hướng sản xuất sạch đang được xã hội quan tâm và thế giới quan tâm. Hướng hữu cơ của chúng tôi làm thì sẽ giảm thiểu gần như toàn bộ cái phân bón hóa học, sẽ dùng toàn bộ phân bón hữu cơ và sử dụng những cái chế phẩm sinh học để xua đuổi côn trùng, thì thực sự là những cái sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm sẽ rất an toàn cho người sử dụng. Trên diện tích gần 13 hectare, công ty đã quy hoạch từng khu vực theo giống cây trồng, từ nhà màng, hệ thống tưới phun sương, sưởi ấm điều chỉnh nhiệt độ, cho đến quy trình chăm sóc, bón phân, trừ sâu, thu hoạch. Tất cả đều được chuẩn hóa sản xuất sạch, khép kín tuần hoàn qua hệ thống quản lý số. Nhiều giống cây trái, rau quả cao cấp, chất lượng tốt hiện đang được trồng tại trang trại của công ty, đáp ứng nhu cầu thị trường. Với mục tiêu đưa sản phẩm an toàn, dinh dưỡng, giá cả hợp lý từ trang trại đến tận tay người tiêu dùng, công ty đã xây dựng chuỗi các cửa hàng thực phẩm sạch Sunmark. Toàn bộ các sản phẩm là công ty chúng tôi là cam kết là có sản xuất từ trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và trồng theo phương hướng là phân hữu cơ, và đưa từ trang trại từ bắt đầu là cái nguồn cung cấp của công ty, và sản phẩm là đưa từ trang trại và đến người tiêu dùng là chất lượng là đạt 100%. Theo đuổi mục tiêu canh tác nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ cao để có năng suất, chất lượng tốt, hướng đi này của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Hùng Cường
đã và đang góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở miền Tây Nghệ An. Câu chuyện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 4.0 SunSmart đã khép lại chương trình tạp chí truyền hình khoa học công nghệ kỳ này. Quý vị có thể xem lại chương trình trên ứng dụng NTV Go và trang thông tin điện tử truyền hình nghệan.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!